mời chú Quay và chị Hằng nào. Cháu này lùn quá rồi. Rồi một bạn nữ nó đi nhờ chuyện nhờ. Đây em bạn này, bạn lên đây cùng Quay nào. Thế bạn nào? Bạn kia giơ tay rồi à? Ê, không biết đoán gì cả. Thế bây giờ nhá, chị hỏi, chị nhắc lại câu hỏi nhá. Chú Quậy ở cái cây gì trên cung trăng? Em thưa chị là cây đa. À, cây đa. Hình như không nghe. Thế anh nhá, không được nói thế. Chị là cây đa. Lại cây đa. Hai cây đa rồi. Cây đa. Đúng, lại cây đa. Ba cây đa. Thế bạn biết cây gì không? Không biết là giơ tay, ôi trời ơi, em còn giơ hẳn hai tay. Thế ở đây có 5 bạn, nhưng mà có mỗi bạn này không biết cái gì. Thế có đúng là cây đa không nhỉ? Có đúng là cây đa không hả các bạn? Cây gì? Ờ, cây đa. Tất cả các bạn cùng trả lời đúng. Nhưng bây giờ sẽ chỉ có 5 bạn nhỏ này được nhận quà trước nhá. Bây giờ chú Quậy đâu? Đây, em đi lấy quà đây. Này nào. Ôi đẹp quá. Thế thì quà nhé. Cái này cho em nhá. Công nhận. Chọn. Không lấy quà. Trả lời cũng được. Hello Kitty nhá. Đeo vào. Xong rồi giơ hai tay tiếp. Thế thì cái gì? À đây, cái này đẹp này. Cái này gài lên tóc. Năm sau con đi thi hoa hậu nhá. Hoa hậu hai cánh tay. Ôi dồi ôi, tăng thêm bao nhiêu phần đẹp trai luôn các bạn ạ. Nào chúng ta cho năm bạn nhỏ một tràng vỗ tay. Nào cảm ơn bạn Hậu nhí. Nào chúng mình về nhá, chúng mình về chỗ nhá. Ừ, nào gật rồi đi.